Công an huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ 5 đối tượng mua bán, chứa chấp và sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà ở xã Xuân Tâm. Trước đó tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà của Võ Minh Tuấn, 31 tuổi, lực lượng công an phát hiện bắt quả tang 4 đối tượng gồm Tuấn, Hồ Minh Sự, 24 tuổi, Đoàn Văn Tùng, 31 tuổi và Nguyễn Thị Vĩnh Yên, 30 tuổi đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Mở động điều tra, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ Hoàng Thanh Sang, 27 tuổi, là người đã bán số ma túy trên cho Tuấn. Qua xét nghiệm nhanh, cả năm đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Kiểm tra phòng ngủ của Tuấn và nhà của Sang, lực lượng chức năng thu giữ 11 gói ni lông, bên trong có chứa các hạt tinh thể màu trắng, nghi là ma túy.